Rồi chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả các anh em trở lại kênh của mình, cửa hàng Thành TV. Rồi hôm nay mình có hai cây anh em, nó đến từ thương hiệu Komatsu hay là Zenwatch nữa, cũng nói ra anh em tình đám nha. Máy này ngoại hệ riêng nguyên bản từ riêng từ con ốc một ha, ốc dít thì bằng inox hết, cho nên ít có sợ, không có sợ mà bị sét hen dỉ gì hết ha. Máy Nhật thì anh em biết rồi. Rồi giờ thì mình vô từ cây ha. Đầu tiên thì cây nào mình giới thiệu cây đó, mình test cây đó luôn ha, chi tiết từ cây luôn, rồi xong cây này xong qua tới cây khác ha. Cây hai cây này thì đến từ thương hiệu Komatsu Zenwatch rồi anh em, nhưng mà nó là coi chỉ có 43cc nha. Cây này thích hợp cho anh em xài gia đình nha anh em ha. Thùng thì lớn, thùng 25 lít bình thường rồi, nó 25 lít rồi, nhưng cái này thì nó công suất nó tương đối, nó là hạng trung bình chứ nó không phải là dạng lớn, xài thì được anh em, xài làm như là mướn ấy, mấy anh em kia vẫn lấy, vẫn xài được bình thường. Nhưng cái lối đi thì nó hơi cực một chút ha, chạy thì nó hơi cực một chút, chạy phải ra lớn hơn. Mấy cái máy 60 thì mình chạy ra số 2, số 3 nhưng mà nó ra tới 15 thước. Nhưng cây này thì nó ra tới số 2, số 3 nhưng mà nó ra tới 10, cũng 11, 12 thước thôi. Nó gần ha anh em, cái lối đi nó nhỏ là hẹp là một chút. Rồi, đó là cái đặc điểm ha. Rồi mình cũng xin nói trước để anh em nào phù hợp á, hãy chốt lấy cây nào cho nó phù hợp với mình ha. Đất á, thì từ 10, cỡ chừng 15-20 ngàn mét vuông á anh em, hay là ở trong Nam mình nó kêu 20-30 công á. À, hoặc là 15 công thì lấy mấy cây này xài thì tuyệt vời, xảy rình nha, tuyệt vời nha. Đi làm mướn thì nó cũng được nhưng mà nó hơi vất vả chút xíu thôi, hơi cực chút thôi chứ không phải gì. Đi cái lối nó hơi hẹp hơn anh em người ta một chút, nó hơi cực một chút, nhưng mà anh em nào mà đã từng xài cái dòng Komatsu này rồi, máy cắt cỏ, máy máy sới mấy đồ này kia nọ, hoặc là máy cuốc máy ủi rồi đó, nó mấy anh em thấy chữ Zenwatch ha, Zenwatch và Komatsu đó thì nó là thương hiệu này nha anh em. Máy này máy tin Nhật Bản hết nguyên bản ha. Hai cây này cực kỳ là khá đẹp nha, cực kỳ đẹp á, riêng nguyên bản hết, riêng từ con ốc, cho nên là mình bao cho anh em ha, mình bảo hành cho anh em xài. Cây này là siêu tiết kiệm xăng nha, bình xăng dưới ha, đó bình xăng dưới. Mà cái chế xăng này nó giống như y như cái máy cưa ha, cái máy cưa cây của anh em đã từng xài á, máy cái chế xăng á, nó chỉnh xăng rất là hiệu quả, cho nên là nó chạy rất là tiết kiệm xăng ha, anh em dễ chỉnh lắm, ở thợ nào ở đâu cũng sửa được, cho người ta sửa máy cưa được á, là người ta vệ sinh bình xăng này được, ta sửa máy bình xăng này được ha, cho nên nó cũng dễ. Mà cái phụ tùng thay thế IC hay là tất cả những gì nó thay thế thì nó rất là tiện, rất là nhiều ha anh em. Đồ này rất là nhiều ha, đồ thay thế phụ tùng rất là nhiều ha. Rồi giờ mình nói nhiều quá nãy giờ quên, lo nhiều chuyện rồi. Thôi giờ thì đầu tiên trước khi vô video á, mình xin chúc tất cả các anh em ha luôn luôn chạy khỏe và đẹp nha. Quan trọng một chỗ đẹp đẹp đó đó. Rồi vậy ha. Rồi giờ chi tiết nghe. Đó, cái này đầu tiên thấy nó rồi, nhưng mà quan trọng là cái giá của nó, phải anh em, cái tên của nó này ha. Đó, là ngày 15 tháng 5, anh em cứ nói gì là mình biết. Rồi cái giá cây này cái 3,2 triệu nha, nó nặng thì tương đương tới 11-12 kg gì đó, mình cũng không có chính xác lắm. Rồi giờ mình coi chi tiết ha. Thùng này thì thùng 25 lít ha, nó có cái dúng dúng này nè em, chứ nó không có bể nha, nó có cái dấu dúng dúng này thôi đó. Máy móc này nè, ốc dứt thì bằng inox hết rồi anh em, không có lo ha. Inox rồi đã, inox là inox nha anh em ha. Cánh chuồng này cũng bằng inox nè, cho nên anh em dặn ra, dặn vô rất là dễ ha. Để lấy thùng ra ngoài, mở thùng lấy thùng ra ngoài thì anh em mở hai cái ốc cánh chuồng này ha, bên đây con gỡ thùng ra vệ sinh trong lòng máy rồi sao cũng được đó nè. Cái máy này nè anh em ha, anh em có cầm dịch nè, nó mới cực kỳ nha nè. Cái con ốc này là ốc gọi sơn tĩnh điện nha, chứ không phải là nó không có gam nha, ốc nó vẫn còn mới cát, còn sơn còn zin luôn ha. Nè, anh em nhìn cộng dây dịch là anh em biết là cái trắng như mới luôn nha, cái này zin nha nè. Còn đang còn cái bô nè, bô này còn trắng rồi ha, cái nằm nè, nằm sạch bon luôn ha. Nè, ốc nằm nè, ốc máy được sạch bon là anh em nhìn ha, đó ốc nồng á,
mới sạch bon đẹp tuyệt vời luôn á cây này á. Rồi qua coi cái bô luôn ha, đó cái bô nè, chưa có xét gì hết nè. Anh em nhìn bên này qua nhìn dễ nè, con ốc bô nó còn chưa xét luôn nè, đó thấy không. Rồi bình xăng dưới siêu tiết kiệm xăng nha, đây là vú bơm xăng này nha, cái này là đóng mở le gió nè ha, đóng mở đóng mở. Rồi ra đây, cái này cũng bằng inox ha, cái này máy này có công tắc nha, cái dòng này có công tắc này nha, xuống cho hết đây nó chưa tắt nè, nó chạy vẫn còn chạy ra tăng ti, rồi bắt đầu đè vô rồi tắt. Niệm lưng nữa ha, niệm rin nha, niệm rin nè, dây quải rin theo máy luôn ha, ốc dít bằng inox không anh thấy không nè, nó ốc dít bằng inox hết á, nó có gió ống gió thông, nó lấy từ trong bồn quạt ra đây nè, nó thổi vô cái lưng mình nè, nè cái ống này ra nè, nó chạy qua đây nè, nó thổi ra mấy lỗ này, đó, nó lỗ thêm mấy cái lỗ này nè, nó thổi vô cái lưng mình, nó không có nóng ha, nhiều anh em người ta rất từ thích cái niệm lưng này. Thứ nhất là nó có cái rãnh, thứ hai là dưới này có rãnh gió trong quần quạt nó chạy, khi máy nó chạy nó thổi ra đây, nó không có bị nóng lưng. Nhiều anh em mấy cái đổ mồ hôi nhiều á là rất là cực, cho nên nhờ cái máy này, cái nó thổi đường gió này nó rất là tiện ha, nó khô lưng cho mình, nó đỡ hâm lưng một bị nổ sảy nó rồi cái lưng của mình ha, nó rất là tiện. Còn anh em á thì phải để ý anh em, cái cục thun này nè, nó riêng nguyên bản ha, bây giờ mình mua thun mới vô gắn vô cũng được, nó không có gì á. Nhưng anh em đừng có, đặc biệt anh em đừng có gắn lò xo giùm mình ha, bằng inox á, có gì thì anh em gắn chế chá không sao, mà làm bằng cục thun á, kỹ sư người ta đã thiết kế bằng cục thun này rồi ha, cao su này rồi, để nó rung, nó giảm rung trong cái máy, giảm rung xuống lên cơ thể của mình. Còn gắn ba cái cục lò xo vô thì nó cứng, hơi cứng, nó giảm sốc không được, giảm rung thì ít, thì nó truyền cái lực rung này lên tới trên cơ thể của mình ha, nó rung rất là cực, rất là khó chịu, và lâu anh em làm nhiều á rất là dễ sinh ra cái chuyện khác cho cơ thể của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình ha. Thôi mình nói thì ít gì anh em cũng hiểu rồi ha. Giờ thì bơm xăng ha, test máy đi. Cái này thì bơm xăng, anh em thấy bơm xăng thấy chảy qua cái ống này nè ha. Cái xăng lên xăng ống trong, bấm ngoài lên đẩy vú này nè đó. Anh em thấy lên có xăng trên vú, xăng này là được, kéo lên ra ha, kéo ra là đóng ha, rồi lên ra một chút là số 1, số 2 vậy, giật nhẹ thôi nha, rồi giật nổ mở lại ra liền ha, tại vì nó đóng le là nó tắt à ha. Tại mới đầu tiên mình phải mở, phải kéo le đóng le để cho nó hút xăng lên ha, đó nó nổ đấy, rồi mở le ra cái này ha, anh em nghe tiếng gia đình thì cũng kiếp không, phình phình con chạy từ tiếng luôn đó anh em. Này anh em chỉnh xuống nhỏ được nha, ở cái kim trong này nè ha, chỉnh dễ lắm, chỉnh ra đi nhỏ xuống chứ nó cũng được luôn. Rồi công tắc đây nè, à, rồi bây giờ để ra đăng ký vậy là giật luôn ha, không có đóng le mở le gì hết á, khi nó đóng máy rồi ha. Rồi giật nhẹ thôi nha anh em, giật nhẹ thôi. Rồi nhanh gọn lại ha, anh em biết cái máy này rồi, này mắt anh giờ bằng dây đồ thì nó có đóng nè, nó có tinh này ha. Còn anh em nhìn cái máy này nó đẹp, nó mới cỡ nào thì anh em mới nhìn kỹ trong này cho mình ha. Nè mấy con ốc lóc, anh em nhìn mấy chỗ này chân đó, nền máy nè ha, nó chưa có dấu hiệu xét, chưa có dấu mở gì hết ha. Này này mình cũng không mở để làm cái gì nữa ha, nó còn ghi, anh em nhìn cái miệng bô nè, nó sạch mà nó bóng cái này thì mấy cái ốc này cũng vậy đó ha, nó đẹp, nó mới gòn xăng nè, anh em nhìn nè, máy này nó nồng, nó sạch đẹp tuyệt vời lắm anh em ơi. Cây này với cây bên này thì quá tuyệt vời ha. Bây giờ cây này chúng mình nói trước đi ha, bugi này bugi theo máy nha, mình không có nè, cái này mình chưa có gỡ ra, nó hơi sẽ ten chút xíu ha, nhưng mà này ghi theo máy luôn đó, tuyệt vời nha. Rồi giờ vậy thì không cần lên ga nữa ha, để ga thì giật thôi nha.
em giật nhẹ thì mình ha, đừng giật mạnh nè, qua gắt là nó nổ nè. Qua một vòng một là nó nổ à. Thường gà mạnh ghê gớm anh em. Chạy không phải như máy Trung Quốc rồi. Sự sức gió nó khủng khiếp đẹp mà máy lực viết kinh hoàng. Cây máy của Nhật thì nó cũng đã là máy thùng bây giờ đẹp nhất của Trung Quốc. Thì nó cũng đã nằm khoảng chừng 3 triệu 6, 3 triệu 8. Nay vì vậy mình xài cây này nó bền bỉ gấp bao nhiêu lần cây máy của Trung Quốc ha. Cây Trung Quốc thì máy mới nhưng giá nó hiện giờ mình cũng không có bán, nhưng mà mình cũng thường thường anh em ta mua nhiều người ta cho mình hay, mình cũng có nhiều. Bây giờ mình nghĩ bán máy Trung Quốc rồi ha, còn mình bán máy Nhật không ạ. Nhưng giá thành bây giờ thì giá này thì nó rẻ hơn máy Trung Quốc nữa, thì cho nên anh em nên lấy những cây này ha. Thấy nó không đẹp lắm, anh em nhìn thấy mẫu mã cái màu sơn này nó không đẹp lắm nhưng nó bền hoài anh em ơi. Nè anh em nhìn thấy mấy cộng dây dịch này, nó đẹp dữ lắm. Cho nên xài gia đình mà anh em có mua cây này thì bằng 3 cây Trung Quốc. 3 cây Trung Quốc hư rồi, cây này chưa chắc nó đã hư nha anh em. Mà siêu tiết kiệm xăng đó, chứ không phải là nó, cái bình xăng này lợi hại lắm ha. Nó tiết kiệm xăng khủng khiếp lắm. Rồi, qua bên cây này thì siêu phẩm hơn rồi, cây này thì siêu phẩm rồi, qua cây thứ hai ha. Cây này là cũng tên này, ngày này nhưng mà giá của nó mình bán 3 triệu 7 lận, nó mắc hơn 500. Cây này thì cực phẩm rồi, ha, thuộc về là cực phẩm, nó cũng có mấy cái dấu nữa nè, nhưng mà nó không có phải buông bể gì hết ha. Mình bao cho anh em. Cũng 25 lít ha, thùng 25 lít, nó cũng có cái dấu tại bên bãi về mà. Nè. Anh em nhìn thấy cái cọng dây vải thôi là anh em biết rồi ha. Nó ghim nha. Nè anh em thấy mấy chỗ này nó chưa xét luôn nè ha. Này dòng này có công tắc nha. Cái này là lên mở lớn nhỏ phân nè, lúa nè ha. Còn cái này lên tới đây là hết ga ha. Còn xuống đây thì rồi cái này là ga máy nè ha. Anh em nhìn cái gọng lên nè. Này nó chưa có xét luôn đó ha. Cái lỗ thông gió này nè, cái lỗ này gió trong máy nó lấy trong bùn quạt nó thổi qua ha, theo mấy cái đường này á, theo cái ống này nè. Cái ống này mình chỉ là chỗ ngón tay mình nè. Đó, cái ống gió nó lấy trong bùn quạt này nó thổi ra đây, mát lưng cho mình, nó khô lưng cho mình. Bị mồ hôi nhiều, anh em nào mà bị mồ hôi nhiều á ha, thì nó đỡ hư, đỡ nổ sảy của mình, nóng ở hầm. Anh em nhìn thấy mấy ngóc này, anh em biết đâu, inox không nha. Nè. Một bộ này không 300 ngàn, hiện giờ ở thị trường mình á, 304 thôi, chứ không phải là inox ghim như gì. Inox xịn như gì. Đã 304 của Việt Nam mình, không ở Việt Nam mình, một bộ này nè. Bộ ốc này không ha, mình đếm mấy con này ha, một bộ này là nó đã 300 ngàn nha anh em. Cái bộ ốc này không, nó đã 300 ngàn mà nó không xịn bằng cái bộ ốc này nữa nha. Ha. Nó không xịn bằng nó. Cái này là inox ha. Nó xịn sò. Từ con ốc một. Thùng anh em nhìn nè, bây giờ coi cái máy ha. Số series thì nó có đây rồi nè ha. Nè, mắc in giá băng thì người ta đóng ở đây cho mình ha. Còn cái máy này máy Komatsu thì anh em biết rồi, anh Watt Komatsu thì đây nó đóng chữ đây rồi, anh em đọc đây nè ha. Cái này Komatsu nè. Còn Gen Watt ha. Gen Watt Komatsu nữa. Anh em nhìn mấy cái ốc nè. Nè, nhìn chỉ nha. Nè. Cộng dây giật nè, nó trắng như là mới luôn. Cái cây này nè, anh em có miếng con nè ha. Anh em coi cái máy nè. Cây này nó như là mới trong thùng khui ra, già khè chứ. Ốc dít. Mấy ốc nè. Chưa có dấu mở đâu ha. Nó sạch mà nó bóng, anh em coi cái nhìn kỹ cái đốc máy nè. Đẹp ghê gớm cái bô nè. Đó. Cái nòng máy nè. Chưa có một dấu hiệu nào mà xét con ốc nòng đó, anh em nhìn thấy con ốc nòng. Có hai con nhìn, anh em nhìn bóng lưỡng luôn không? Đẹp tuyệt vời, từ con ốc một. Tem mạc thì đầy đủ hết nha. Nhưng mà nó hơi chốc chốc một chút, mình xịt mạnh quá. Xịt nước á, rửa mạnh quá. Ốc của inox cánh chuồng này ha, anh em muốn gỡ cái thùng ra thì mở cánh chuồng bên này ha. Dưới bên này thì lấy cái thùng ra. Anh em coi cái bô này ha. Cái bô này đáng nói lắm nè. Anh em coi này ha, nhìn cái con ốc bô nè. Nó còn sáng trong gì đó, anh em nhìn nó là sáng giới gì đó. Đó. Cái bô này sáng giới nữa thấy không? Con ốc chưa có dấu hiệu xét luôn nè, anh em nhìn, nếu mà anh em về kỹ nhìn kỹ thì biết liền. Mình không có cái này. Cái dễ xét lắm, con ốc này dễ xét lắm. Ốc này nè, ốc bô này nè, nhưng mà nó chưa chạy cho nên nhiều hết á.
nên nó chưa xét, anh em chạy vài ba năm nữa nó mới xét nha. Cây này thì tuyệt vời, giá nó thì không mắc nha. Theo mình thì cây của Trung Quốc đã 3,6-3,8 rồi, mà cây này thì đẹp tuyệt vời, như đẹp tuyệt trần gì nữa, thì bình xăng dưới nó siêu tiết kiệm xăng đó ha. Còn máy bình Trung Quốc á thì nó bình xăng trên nó siêu ăn xăng. Còn cái này bằng inox nghe, nhưng mà nó sơn, người ta sơn thôi nha. Ốc vít thì anh em nhìn thấy nó vàng khè, bảy màu hết ha. Còn ốc inox thì vẫn nguyên zin hết nha, mình làm lại hết rồi, họng rồi van liệu rồi mình làm hết rồi, mình bao cho anh em sử dụng ha. Mình, cây này mình bảo hành luôn nha, nên anh em coi cộng gì chụp từ trong ra ngoài nó trắng, cái này chưa xài nhiêu á, nó trắng khủng khiếp. Rồi, cái này bơm xăng ha, bơm xăng anh em thấy xăng chảy qua ống rồi kéo lên ra ha. Lên ra một chút giật ở số 1, số 2 á, giật ha, giật nhẹ thôi nha, giật nổ rồi mà giật nổ rồi mở ra, cái này gì là đóng, kéo ra là đóng ha, đẩy vô gì là mở nè ha, giật nổ rồi mở ra ha, đó, rồi nổ đó mở ra ha. Nghe tí ra gì à, nghe máy à, ha. Binh binh bon bon hơi nó căng khủng khiếp. Máy này khủng khiếp đẹp. Hạ garanti xuống nữa được nữa nha. Rồi công tắc lên nha. Cái này chạy garanti nhỏ nữa không được nha. Rồi. Công tắc ha. Rồi bây giờ để garanti vậy luôn ha. Giật nhẹ thôi nha. Anh em giật qua vòng nó nổ rồi, chứ không cần phải giật mạnh nha. Máy giật đừng giật cực lắm, giật chỉ cho mạnh. Nè. Nè, một vòng thôi nha. Qua vòng lên nổ à. Máy này chạy thì được 12-15 thước là chuyện bình thường nha anh em. Một bên đó nha, một bên á. Ống đồ, ống thun đồ này kia nọ là zin hết nha. Ha. Ống nhôm á, cái ống lò xo á, ruột gà á, nó gắn vô ống xạ lúa rồi thì zin hết, mình bao cho anh em. Máy mình bảo hành hết cho anh em luôn. Bảo hành từ A tới Z luôn ha. Rồi. Giờ nhìn tổng thể mình nói lại ha, cây này thì hai cây này phù hợp cho xài gia đình ha. Anh em đất cũng khoảng nhìn 30 công trở lại á ha. Thì nên xài những cây này. Rồi không đi làm thuê làm mướn cũng được, nhưng mà hơi cực một chút nha anh em. Còn tạm gì một bên nó chạy khoảng chừng 15-20 thước á, một bên á ha. Một bên thì nó một lối đi cỡ 30 thước cũng được, mà hai mấy thước cũng được. Thì tùy theo mình lên ga xuống ga thôi, ga lớn thì nó phun xa, ga nhỏ thì nó phun gần, tại vì máy hai thì mà anh em ha. Cho nên khi anh em lên ga nhiều, lên ga lớn thì nó sẽ phun ra xa, nhưng khả năng của nó là như vậy. Rồi lần nữa chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bây giờ mình nói lại ha, cái giá cây này mình bán 3,2 triệu, cây này bán 3,7 triệu nha. Hai cây này có trên lệch nhỡn 500 ngàn, nhưng mà tiền nào thì của nấy ha. Cái cây bên này thì nó hơi mới hơn, đẹp hơn cây này một tí, nhưng mà được kiếm được một cây máy như cây này cũng đã hiếm lắm rồi anh em, hiếm lắm. Anh em nhìn thấy chụp việc rồi đó là anh em biết rồi ha. Thôi bây giờ đi, chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở video sau, mình sẽ giới thiệu thêm những cái cây khác. Rồi chào tạm biệt anh em nha, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.